Ví dụ bạn muốn vẽ một cái bức tranh minh họa cho bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh, chỉ việc nhập câu lệnh là bạn muốn vẽ một cái bức tranh như thế nào vào. Đấy, tạo một bức tranh phong cảnh mạnh mẽ, trữ tình, vân vân. Mô tả theo cái bài thơ đó. Và chúng ta chỉ chờ một tí tẹo teo thôi, thì chúng ta sẽ có thể có được một cái bức tranh đúng theo cái nội dung của bài. Ví dụ như đây các bạn nhìn. Đấy, tạo một bức tranh phong cảnh mạnh mẽ, trữ tình nơi sóng biển dữ dội và êm đềm hòa quyện với nhau. Đấy, trong tâm điểm của bức tranh sẽ minh họa một dòng sông, biểu tượng cho sự bối rối và tìm kiếm không thể hiểu nổi chính bản thân mình diễn ra tận đại dương mênh mông. Bên trên sóng hãy vẽ những đám mây hình dạng như những cơn sóng, tượng trưng cho khởi nguồn của sóng, đặt câu hỏi về nguồn gốc ban đầu của tình yêu. Đây, các bạn nhìn, chúng ta sẽ có được bức tranh rất dữ dội và tuyệt vời.